Dạ, xin chào anh em. Hôm nay em sẽ review cho anh em bán cái thùng của máy khoan pin của hãng Milwaukee. Cái thùng này thì nó sử dụng cho cái bộ máy khoan và bộ máy vinh vít của hãng Mil ha. Thì cái thùng này nó từ Mỹ về thì nó chứa có máy khoan này, máy khoan và máy vinh vít hai pin và một sạc. Đặc biệt cái thùng này là chứa cái bộ mà 299/2 này, 299/2 ha, gạch 22, bao gồm máy pin sạc và thùng. Thì cái thùng này thì em sẽ bán cái giá của nó là 600. Thì từ Mỹ về, cái này nó sẽ nó đúc theo cái hộp của mình để cho mình sử dụng, mình bỏ máy khoan vào. Thì cái thùng này nó sẽ đúc để cho nó ôm cái máy khoan ha. Thì đây con Milwaukee 2804 thì mình sẽ bỏ vào này, bỏ vào nó sẽ ôm hết, ôm rất là cứng ha. Rồi con máy vinh vít này, máy vinh vít là 2553 này, thì mình sẽ bỏ vào nó rất là cứng và nó sẽ bảo vệ cái máy để cho anh em sử dụng đi làm việc nó dễ dàng hơn và nó bảo vệ cái máy của mình hơn. Nó có cái tay cầm luôn. Đấy, rồi rất là êm ha. Cái thùng nó rất là êm. Thì nó em sẽ bán cái này thì anh em nào mua liên hệ mình ha, 0903 397 180. Cùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.